Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Su Tiki đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thác nước ở bên kia của khu rừng nha. Bây giờ thì mình sẽ vô nhà để lấy một ít sắt và làm cái cây kéo các ơi, để cắt mấy cái bí ngô mà mình thu hoạch được ở ngôi nhà cũ của mình đây. À, rồi bây giờ mình sẽ làm một cây kéo nè. Cây kéo. Đấy, để mình cắt cái bí ngô để có cái mặt ấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ ra ngoài và cắt thôi. À, mình sẽ đặt ngay tại đây đi. Đấy, mình cắt tầm mười mấy cái quả bí ngô thôi các bạn à. Đó. Rồi mình sẽ cắt mặt. Đấy, khi mình cắt mặt thì mình sẽ thu hoạch lại được mấy hạt giống nha các bạn. Và mình sẽ lấy mấy hạt giống này trồng ở bên đây luôn nha. Tại vì hiện tại bên khu này mình vẫn chưa trồng được bí ngô nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ trồng luôn nha. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ qua bên kia đây để thu hoạch một ít cái dưa hấu và trồng lại luôn. Tại vì mình chưa có trồng được dưa hấu và bí ngô các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cuốc chỗ này được trước đi. À, mình sẽ trồng ngay tại đây nè các bạn. Đó, mình sẽ trồng hai hàng. Rồi. Vậy là vừa đủ luôn này. Mình sẽ trồng bí ngô trước đi. Đó, mình được 60 hạt giống rồi. Hình như cái hạt giống bí ngô cũng có thể ủ phân hay sao ấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn nha. U được nè các bạn ơi. Wow. Được đấy. Ok, giờ mình sẽ qua bển rồi mình lấy một ít cái dưa hấu nha. Tại vì bên đây mình thấy có khá nhiều dưa hấu nè các bạn. Tại vì trong thời gian giữa hai tập ấy mình cũng đã set up cái khu đó sẵn rồi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần mở cái chỗ nước ra thôi là nó chảy xuống là thành cái nước thác nước ấy các bạn. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên khu bên kia nhá. Ok, cảm ơn, như thường lệ thì muốn qua bên kia ấy thì mình cần phải ba cô nha. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy qua bên kia nhá. Rồi nhảy. Yêu. Yeah. Rồi, như vậy là đơn giản rồi. Đó, chỗ này thì khá là thấp các bạn cho nên không sợ té đâu. Đấy, rồi nhảy qua bên kia. Bụp. Qua bển chắc mình sẽ ngủ một giấc rồi mới làm nha các bạn, tại vì trời gần tối kìa. Đó, ở bên kia thì mình có đặt sẵn cái giường rồi. Đấy, rồi, ok, giờ sẽ nhảy qua đây. Đó, đu dây tên. Rồi. Giờ mình sẽ ngủ một giấc cái đã. À. Ờ hay là lên nhà ta. Thôi ngủ đây đi các bạn ơi cho nhanh. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi sáng thức dậy chúng ta cùng làm cái thác nước nha, và trang trí luôn. Đó, đây là những nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn trong thời gian giữa hai tập đó các bạn. Đó 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 đó, chỗ đó là chỗ thác nước nha. Mà trước tiên ấy thì mình cần phải lấp đầy nước ở dưới trước các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ lên trên kia và múc hai xô nước trước nha. Tại vì ở dưới mình cần lấp đầy nước để nhìn cho cái hồ nó đẹp á các bạn. Ở trên này là một cái thác và chảy xuống dưới là một cái hồ ấy. Đấy. Rồi, được hai xô nước rồi này. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái đã. Ui ui ui. Ui, tại vì nước chảy phiên bản này nó hơi lát các bạn ơi. Cho nên mình hạn chế đổ nước ở mấy chỗ ở trên này. Nếu không nó chảy xuống dưới thì lát lắm. Rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái tán lá đó các bạn. Rồi, đó, mình đu dây nè. Ui ui ui. Ôi. Xém té rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đổ nước để thành nước nước dinh cũ ở chỗ này luôn nhá. Đấy, lấp đầy hết nước luôn các bạn. Đấy. Rồi, đổ ra. Đấy. Cứ vậy mà lấp đầy hết cái hồ thôi các bạn. Đấy. Và ở trên này thì mình có thể đặt mấy cái lá súng ấy các bạn. Tại vì trong lúc câu cá thì mình cũng có lấy được một vài cái lá súng ấy. Đấy, còn ở đây thôi. Đó. Vậy là xong rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên trên rồi mở nước cho nó chảy xuống nha. Đó, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, bây giờ nước sẽ chảy xuống dưới và tạo thành một cái thác nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình lên cầu cho các bạn dễ nhìn nha. Đấy. Rồi, lên cầu thôi. Từ trên cầu thì mình có thể ngắm cái thác nha các bạn. Đấy. Ổn chưa? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới rồi cắt mấy cái lá ở phía dưới nha các bạn. Đấy, giờ cắt hết mấy cái lá ra luôn. Đó. Ok, hẹn lại các bạn khi mình cắt xong chỗ lá này nha. Ok, cảm ơn, mình đã cắt lá xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới và trang trí nha. À, nguyên liệu trang trí thì cũng dễ tìm thôi các bạn à. Đấy, lên quanh chỗ mình có ở đều có ấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt lá súng trước nha. À, mình sẽ là đặt lá súng ngay tại đây. Đấy, đặt giữa hồ á bạn. Đặt cái này ra đi. Đặt ngay đây. Nhảy ngay đây. Đó. Nếu có thể thì mình sẽ đặt một ít mía các bạn ơi. Mà mình quên đem mía quá rồi. Tí nữa mình sẽ về rồi cắm lại sau nha các bạn. Ở xung quanh này mình sẽ đặt mấy cái bí ngô cũng như là dưa hấu các bạn để nhìn cho nó tự nhiên ấy. Rồi đây một một trái nè. Và ở đây một trái. Đấy, cũng như là đặt lá lên luôn á bạn để nhìn cho nó xanh ấy. À, trên cái sườn đồi này cũng vậy nè. Đấy, đặt vào.
Ngoài ra mình sẽ đặt một ít cái đèn bí ngô các bạn. Giờ mình sẽ làm một ít cái đèn bí ngô đi. Đấy, làm tầm 4 cái. Rồi, mình sẽ đặt cái đèn bí ngô ở bên đây đi. Tại vì bên đây khá là tối nè các bạn. Nếu không đặt cái đèn bí ngô hay là thắp sáng ấy thì nó sẽ spawn quái ấy. Đó, đặt ngay đây. Cũng như là đặt lá lên các bạn. Rồi, ở đây cũng đặt một ít lá này. Đấy, để xem coi. Ở bên đây thì mình cũng đặt một ít cái thùng các bạn. Kiểu như ở đây là cái chỗ câu cá ấy. Có một ít cái thùng, sắp tới sẽ làm một cái kiểu như cái bè nhỏ nhỏ này, mình đặt ngay đây để câu cá luôn á các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đặt một cái thùng xác ngay đây đi. Đấy, cái thùng này dùng để trang trí cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ngoài ra mình sẽ đặt một ít nấm này. Nấm thì đặt ở phía dưới để xem coi có ổn không nha. Ok, cũng được ấy. Giờ mình sẽ đặt ở phía dưới mặt hồ các bạn một ít cái khói nấm đỏ nha. Tại vì cái nấm đỏ này mình có gà mình farm được rồi các bạn ơi. Rồi, đặt ít đi. Đấy, đặt ngay đây và ở trên đây. Đó. Rồi bây giờ ở phía dưới mình cũng đặt một ít cái đèn bí ngô các bạn ơi, để cho nó sáng ấy. Rồi, đào ra. Đào ra này, đặt ngay đây. Cũng như làm ít đá các bạn. Đó, trong thời gian sẽ tập thì mình cũng đã đặt một ít cái đá cổ phía trên rồi, để nhìn cho nó kiểu như nó tự nhiên hơn ấy các bạn. Đó, đặt ngay tại đây. Cũng như là ở bên đây. Đặt ra. Đặt xuống. Đấy, các bạn lựa ngẫu nhiên mấy loại đá nào cũng được ấy, tại vì ở dưới hầm mai có nhiều loại đá cho bạn lựa chọn ấy. Rồi, ở đây cũng một ít này. Đó. Và ở bên đây. Rồi. Hiện tại ở đây hình như thiếu mía thì phải đúng không nè. À, thiếu tre nữa chứ. Mía và tre các ơi, bây giờ mình sẽ tìm ít mía và tre để cắm vào đây nhìn cho nó tự nhiên hơn nhá. Ok, mình đã lấy mía và tre rồi, bây giờ xuống dưới rồi đặt vô thôi các bạn. Đó, mình sẽ trồng tre thì ở sát phía trong một xíu ấy. Mía thì cặp mé hồ này các bạn. Bên đây cũng vậy này. Ở đây và ở bên đây. Đấy. Còn cặp mé bên đây thì mình sẽ trồng cái gì ta? Cái này quả mồng ngọt nha các bạn. Đấy, cái quả mồng ngọt này cũng có màu đỏ rất là đẹp luôn ấy các bạn ơi. Đó, mồng trồng ở đây cũng như là ở bên đây. Đấy. Bên đây cũng trồng ít luôn nhá. Mình ra đây thì xen vào một ít cây mía đi các bạn. Mía. Đấy, cũng như là tre này, tre trồng đây. Đó. Nhìn cho nó xanh tươi và tự nhiên hơn ấy các bạn ơi. Rồi, cái này chủ yếu là mình làm cho nó giống thật hơn ấy. Cũng như là ở đây trồng một ít cái quả berry này, quả mồng ngọt các bạn. Rồi. Ở đây và ở trên đây. Rồi, vậy là xong rồi. Mình ra mình sẽ làm một ít cái đá này các bạn để đặt ở phía dưới nhìn cho nó đẹp ấy. Đó. Ui. À, cái này đặt ở phía dưới nước không được các bạn ơi. Vậy là mình phải đổi vị trí rồi. Đặt ở đâu cho nó thích hợp ta? Đặt ở đây. Với làm một ít cái tượng đá nha các bạn ơi. Để mình làm mấy cái đèn ấy. Rồi, và đặt cái này lên. Đó. Cũng như ở bên đây này. Và ở ở trên này luôn nha các bạn. Ở trên này cũng cần phải thắp sáng ấy. Tại vì một cái đèn thì đèn bí ngô ấy thì không thể thắp sáng hết các bạn ơi. Nên mình cần phải trèo lên đây này. Đó, rồi đặt ở trên vách núi ấy, các bạn. Đặt ở đây. Rồi, đặt đèn lên. Đấy, tương tự với bên đây luôn nha. Và ở trên đỉnh này cũng phải đặt luôn á các bạn, để cho nó thắp sáng ấy. Rồi. Ok các bạn ơi, mình đã chế tạo xong một cái thuyền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử thách chuột thuyền từ trên thác xuống nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuột xuống nào. Đó. Rồi. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. 1 2 3 chiêu. Ui ui ui. Yeah. Ui. Rồi mình lỡ phá cái lá xuống rồi. Đó, đặt lại. Yeah. Vậy cũng ổn đó các bạn. Giờ mình sẽ đậu thuyền xích ra nha. Đó, vậy là vừa chuẩn luôn các bạn ơi. Đấy. Sắp tới thì chắc mình sẽ trồng lúa xung quanh này để các bạn, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy. Ok, ngoài ra thì các bạn muốn mình xây gì thêm ở dưới cái thung lũng này thì đừng quên comment phía dưới nha. Ở những tập sau thì mình sẽ xây cho các bạn luôn. À. Ui, ở đây có cái hang nhện hay sao các bạn à? Mình nghe tiếng con nhện này. U. Đó. Tiếng con nhện đâu gần lắm các bạn ơi. Ồ. Đó đó đó. Ui. Ui. Con nhện núp bằng sao các bạn ơi. Ui, nó chèo kìa. Wow, bây giờ không phải một mình con nhện biết chèo đâu, mình cũng biết chèo nè các bạn. Đó, mình chèo nhanh hơn con nhện nữa. Rồi, bay qua đây rồi xử nó luôn nha. Để lấy chỉ các bạn ơi. Đấy. Ui ui. Chỉ bây giờ mình rất cần thiết luôn các bạn, để mình làm cái giàn giáo ấy các bạn ơi. Rồi, được hai chỉ này. Ok, bây giờ thì quay về nhà thôi. Đấy. Ok, về nhà thôi các bạn ơi.
Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ trở lại ngôi làng và bắt đầu nâng cấp cũng như là sửa chữa mấy ngôi nhà của anh dân làng nữa nha các bạn. Tại vì ở những tập trước đây mình chỉ mới giá lại mấy ngôi nhà của mấy dân làng thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ qua bển rồi chúng ta cùng nâng cấp từ từ ngôi làng của mình lên nha. Ok, bây giờ qua bển thôi. Ok, cảm ơn. Mình đã trở lại ngôi làng rồi đây. Và ngôi nhà đầu tiên mình muốn nâng cấp chính là nhà thợ rèn nha các bạn. Tại vì mình thấy nhà của ông thợ rèn khá là nhỏ này. Ở phiên bản cũ ấy thì ngôi nhà thợ rèn rất là bự luôn. Ở phiên bản này thì bé tẹo mà. Ok, cho nên mình sẽ nâng cấp ngôi nhà của ông thợ rèn trước nha. Ở đây chắc mình sẽ lắp lại bằng đất sau đi. Giờ mình sẽ mở rộng ngôi nhà của ông thợ rèn về hai bên nha các bạn. Mình thấy mặt trước cũng ổn rồi này. Mà giờ mình sẽ mở rộng về bên trái đi. Tại vì bên trái còn trống này các bạn ơi. Bên phải thì đụng cái giường ấy. Ok, mình sẽ mở về bên đây thêm 1, 2, 3, 4, 5, 5 ô nhá. Rồi, mình sẽ làm một cái trụ đi lên tầm cái này là như ta. Ui, trời trời trời. Đập cái đi, nguy hiểm quá. Cái này là 1, 2, 3, 4. Cái này là 4 ô các bạn ơi. Vậy mình cũng lên 4 ô luôn nha. Sau đó mình sẽ nối lại các bạn. Rồi, nối lại đi. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ mình sẽ làm phần mái nha. Phần mái á. Trước tiên mình sẽ nói bên đây trước đi các bạn ơi, để cho nó đối xứng trước đã, để cho mình dễ xây dựng ấy. 1 2 3 4 5, rồi ở đây nè, nó lên. Đấy, tiếp theo mình sẽ nói ngang luôn nhá. Rồi, cái này cũng nói qua bên nhà chính luôn này. Ở đây là cái chỗ mà mình sẽ làm chỗ nấu đồ nha bạn, ở bên trong là cái chỗ ông ở nha. Như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn nhiều, chứ mình thấy chỗ ông vừa làm vừa ở thì khá là chật chội luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ốp ngang để làm phần mái lại nhá. Phần mái có nên viền lại không các bạn? Mình định viền lấy phần mái để nhìn cho nó đẹp ấy. Ok, tí mình sẽ viền lại sau nha. Còn bây giờ mình sẽ ốp lại trước đi các bạn ơi. Mình sẽ ốp lại bằng gỗ sồi như bình thường. Bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo trước đã. Đó, đặt bàn chế tạo xuống. Rồi chúng ta sẽ đổi một ít cái gỗ sồi sẫm để làm phần viền nha. Viền thì mình dùng cầu thang như bình thường thôi. Đó, sẽ đập ra. Tại vì cái gỗ sồi sẫm mình thấy làm phần viền khá đẹp luôn các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đặt như vậy. Đó, nó ngang thôi. Rồi, đập cái này ra. Rồi, đặt vô lại. Đấy. Giờ mình sẽ đổi thật là nhiều cái cầu thang luôn nha, để mình làm phần viền cho ngôi nhà của ổng ấy các bạn. Rồi, viền lại thôi. Tương tự như ở phần nhà chính của ổng luôn nha. Rồi, tương tự ở mặt trước luôn nha. Viền làm phát nhìn ngôi nhà thợ rèn khác hẳn ngay. Nó nổi bật hơn mấy ngôi nhà kia liền các bạn. Sắp tới thì mình cũng sẽ sửa lại mấy ngôi nhà khác luôn. Đấy, cho nên các bạn yên tâm nha. Ngoài ra nếu các bạn muốn mình xây thêm gì ở ngôi làng ấy thì đừng quên comment nha, để mình còn biết và xây thêm mấy các bạn. Ok, giờ mình sẽ đập chỗ này ra. Đặt ngay đây. Ở đây cũng như là ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. Đó, chúng ta đã xong phần viền rồi các bạn ơi. Bên đây còn thiếu này. Đó, chúng ta viền ra đây luôn. Đó. Ở chỗ này mình sẽ làm cái chỗ ống nung đồ nha. Đấy. Ngực. Rồi, vậy là ổn rồi. Đó. Để ngắm cái nào. Còn ở phía dưới nữa thôi các bạn ơi. Không biết mình đủ gỗ không ta. Tại vì cái rài mình cũng ít farm gỗ cơ các bạn. Rồi, giờ mình sẽ craft thêm ít đi, hy vọng là đủ nha. Đó. Vậy là xong phần nhà viền của ngôi nhà rồi. Hãy ngoài ra ở đây chắc mình sẽ ốp đất lại sao các bạn. Ở phía phần sàn ấy thì mình sẽ ốp lại bằng gạch các bạn ơi, tại vì nung đồ mà nếu làm bằng gỗ thì rất là dễ cháy luôn. Đó, thành ra mình sẽ làm bằng cái phần sàn ấy bằng đá nha. Rồi, trước tiên mình phải ngủ cái đã. Mình sẽ ngủ nhờ nhà của ông nào đây ta. Ở đây hình như có nhà nè, có cái giường nè các bạn. Ok, giờ mình sẽ mượn tạm cái giường của anh dân làng để ngủ nha. Ok, phần sàn thì mình sẽ ốp lại bằng đá nha. Hiện tại thì mình có cái đá nhẵn này, mình thấy cũng khá hợp lý để làm phần sàn các bạn. Rồi, ốp lại. Mình quên lấy thêm mấy cái loại đá andesite các kiểu qua các bạn, để mình làm phần viền thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Mà tạm thời mình sẽ ốp lại bằng cái gạch. Ủa, cái đá này trước đi các bạn. Đó. Nếu được thì chắc mình sẽ đổi lại thành cái gạch đá phần tường của ông rèn ấy, để nhìn cho nó đẹp hơn ấy các bạn ơi. Rồi, ốp lại. Đó. Mình đem qua khá là ít cái đá các bạn ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ ở đây thì mình sẽ đặt cái tường đi, cái tường đá ấy các bạn. Đó. Cái xẻng mình đào kinh quá. Rồi, ốp lại. Rồi làm ít cái tường đá nào để chặn lại các bạn ơi. Tường đá đúng không? Được một ít nữa này, mình sẽ ốp lại đây. Đó, cũng như là đặt tường đá vào các bạn. Đấy. Rồi ở phần sau này mình sẽ làm cái chỗ chỗ nấu đồ thì chắc có một cái ống khói các bạn ơi. Còn ở đây là cái ống khói để ổng nấu đồ ăn đi. Đó, mình sẽ đổi cái lò ở trong là cái lò hun khói các bạn. Ok, sẽ đặt ở bên đây là một cái máy này.
Đấy. Ui, đặt vô đây và nhảy qua, búp. Đấy, tạm thời vậy đi, mình sẽ làm thêm ít cái cầu thang á bạn. À, như vậy xong phần máy trước đã. Rồi, đặt bên đây và ui, đây. Đấy. U cái phần này thì lại là số lẻ. Wow. Nhưng mà làm gì thì nó lại ủa. Như vậy thì nó lại bự hơn cái phần máy nhà chính rồi các ông ơi. Ok, chắc tí nữa mình sẽ sửa lại cái nhà chính luôn các bạn, không sao đâu. Mình lỡ làm cái phần máy bên đây nó bự hơn rồi, chắc mình sẽ sửa lại nhà chính luôn ngay. Mình sẽ về nhà rồi lấy thêm gỗ ấy các bạn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ về nhà rồi lấy thêm gỗ rồi qua sửa lại cái nhà chính luôn nhá. Ok, cảm ơn. Mình đã lấy lại một ít gỗ ở đây. À, bây giờ mình sẽ đặt cái thùng này để chứa đồ nha bạn. Mình tận dụng cái thùng hồi nãy mình trang trí còn thừa này. Mình sẽ nhét mấy cái đá này vô đây để đỡ tốn slot nha bạn. Đó, rồi. Mình sẽ mở rộng cái nhà này luôn đi, nhà giữa luôn nha bạn. Tại vì mình làm cái phần máy ở đây nó bự quá các ông ơi. À, bây giờ chắc mình sẽ sửa cái ngôi nhà này lại xíu nha. À, mình xin phép là làm cái ngôi nhà này ở mặt trước ấy là số lẻ nha, tại vì nhà số lẻ thì nó sẽ đẹp hơn các ông ơi. Ok, giờ mình sẽ sửa thêm một chút đi. Mình sẽ mở rộng cái mặt trước thành là 1 2 3 2 3 4 5 6 7. Ok, mình sẽ mở ra 7 ô nha. Ở đây mình sẽ đặt một cái chậu này. À, mình sẽ lấy một ít gỗ trước cái đã. Cái thùng nào đây? À, thùng này. Đó, mình sẽ lấy một ít cái gỗ sồi các bạn. Mình sẽ làm phần trụ nha. Đặt ngay tại đây. Đó. Rồi. Lên. Đi lên là 4 ô nha. Rồi, ở đây là lên đây, rồi nói ngang luôn các bạn ơi. Nhà bình thường thì nó không có nói ngang ấy, cho nên nhà này mình sẽ nói ngang nhìn cho nó đẹp các bạn. Rồi, giờ tạm thời thì dọn phần máy ra đi các bạn ơi. Đấy. Phần máy trước thì hình như hơi cao này. Đó, phần máy trước hơi cao tí các bạn ơi. Nhưng không sao đâu, giờ mình sẽ tạm thời đập trước phần máy nha, rồi tí nữa mình sẽ ốp lại sau các bạn. Ok cảm ơn, lỡ sửa rồi, sửa cho tới luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ ốp lại bằng gạch đá nha, chứ mình không dùng cái đá cuội nữa các bạn. Nhà đá cuội thì nhìn nó hơi thô ấy. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ đổi ra thành cái gạch đá này. Đó, mình sẽ ốp phần tường lại. À, ở đây mình quên lấy ít đất để ốp lại nè, tí mình sẽ lấy đất rồi ốp lại sau nha bạn. Bây giờ mình sẽ ốp phần tường lại trước đi. À, cái này là 2 ô đúng không? Có thể giữ lại mấy cái trụ này luôn các bạn. À, mình sẽ giữ lại mấy cái trụ này cũng được ấy. Rồi, ở đây là cái đường đi vào nhà của ổng nha. Rồi đây là cái cửa này. Ở đây là một cái cửa sổ đúng không? Mặt bên đây chắc ốp lại bằng gạch quá, tại vì ở bên đây là chỗ nấu đồ các bạn. Nếu ở đây không ốp gạch thì nhìn nó. Ok, chắc ở đây mình ốp gạch lên đi. Đó. Rồi lên đây. Đấy. Ở mặt trước thì mình sẽ ốp bằng gạch tiếp thôi. Và cửa thì mình cũng làm cửa 2x2 giống cũ đi. Đó. Mặc dù là số lẻ nhưng mà mình vẫn làm cửa chẳng nha các bạn. Ok, ốp lại như vậy. Đấy, nhìn cũng ổn rồi đấy. Ở đây mình cũng ốp lại luôn. Lúc trước thì làm toàn là đá cuội thôi bạn, bây giờ mình sửa lại thì mình dùng gạch đá thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ở đây mình cũng làm một cái cửa sổ này. Đó, cửa sổ thì như vậy đi. Đó, gì cũng nhìn được ra ngoài đó các bạn, nhưng mà nó hơi hạn chế thôi. Rồi, ở đây mình sẽ ốp lại luôn đi các bạn ơi. Rồi, vậy là ổn rồi này. Phần sàn thì mình sẽ dùng cái gạch Underside nha, tại vì mình thấy gạch Underside khá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, phần nhà của mình ấy mình cũng làm sàn bằng Underside. Cho nên mình muốn nhà của ông thợ rèn cũng dùng Underside để nhìn cho nó đẹp ấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ ốp cái gạch Underside xuống. Đó, làm kiểu zigzag các bạn. Đó. Rồi. Búp, búp, búp. Ở đây và ở bên đây. Đó, vậy là xong rồi. Còn ở phía dưới thì mình sẽ ốp bằng đá cuội cũng được. À, mình sẽ chỉnh sửa lại xíu nha bạn. Đấy. Rồi, vậy là ổn rồi này. Ở bên đây. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ cắt bớt đồ các ơi. Giờ mình full slot rồi. Đấy, cắt bớt vô đi. Rồi, nhặt lại đất nào. Nhặt lại đất để mình ốp phần bên đây nữa. Trời, bên đây nó hơi bị hụt xuống nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ ốp lại để khi nào nó mọc cỏ mình sẽ làm lại con đường làng luôn nha. Đấy, sau này nếu bạn thích thì mình sẽ đổi lại con đường làng luôn các bạn, không dùng cái đá cuội. Ủa gì? Cái cỏ này nữa nha. Ok, chắc bây giờ mình sẽ ngủ trước cái cơm ơi. Trời tối thui này. Ok, mình đã ốp xong phần máy nhà chính rồi. Bây giờ mình sẽ làm phần máy của cái chỗ nấu đồ nha. Phần máy chỗ nấu đồ chắc cũng tương tự các bạn, nhưng mà ở đây mình sẽ làm một cái kiểu như một cái cửa sổ này. Ở để dòm ra ngoài. Mà này là số chẵn luôn. Không, số lẻ chứ. Wow, số lẻ thì được các bạn. Số lẻ thì mình vẫn có thể làm được cái cửa sổ để dòm ra ngoài ấy.
Rồi giờ mình sẽ đổi một ít ra cầu thang tiếp đi. Đó, giờ mình sẽ tạm thời ốp trước đi các bạn. Và ở đây chắc mình sẽ đập ra bớt này để mình ốp ngang luôn các bạn ơi. Ốp ngang thì sẽ không cần ở chỗ này đâu, hồi nãy mình ốp thừa này. Rồi tạm thời mình đập bớt một khúc thôi nha, tại ở trên nó vẫn dính vô cái phần máy các bạn. Ở đây mình sẽ ốp lên đây đi. Ở đây là 1 2 3 4 5, 5 như là cái này 1 2, cái này là 1 2. Đó, ok, giờ mình sẽ thử ốp lại đi để coi nó có ổn không nha. Đấy, mình nghĩ như vậy sẽ đẹp hơn các bạn ơi. Rồi cái này sẽ ốp vào. Đó, nó hơi lòi ra một xíu các bạn nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ như vậy sẽ ổn ấy. Rồi ui à, cái này ốp phía trên mới đúng. Rồi ốp ngang và ốp vô đây. Đấy, ở đây thì mình sẽ ốp như vậy nè các bạn. Đó, được một cái cửa sổ nhỏ nữa ấy. Đó, ở đây và ở bên đây. Đấy, vậy là được rồi. Đó, rồi. Nhìn khác hẳn ngôi nhà hồi nãy công thợ gàn nha các bạn. Đó, may mà mình hồi nãy mình ốp nhầm ấy, cho nên mình mở rộng nhìn nó mới đỡ hơn ấy. Chứ lúc đầu mình thấy nó cũng không ổn cho lắm ấy. Rồi, giờ mình sẽ ốp lại cho vô chính giữa luôn nha. Rồi ok các bạn, mình đã hoàn thành xong phần máy của ngôi nhà ông thợ rèn rồi. Đó, phần máy mới nó sẽ như vậy nha. Ok, giờ mình sẽ ngủ trước đi, rồi sáng thức dậy rồi mình sẽ cho các bạn xem phần máy nó sẽ như thế nào nha. Ok, ngủ thôi. Ok, cảm ơn, như vậy phần máy mới của nhà ông thợ rèn sẽ như vậy nha. Đó, nếu các bạn thấy không ổn chỗ nào ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha, để tập sau mình còn sửa lại nha các bạn. Ok, mình sẽ ốp nốt phần này luôn nha các bạn ơi. Ở đây thì mình sẽ nối ngang này. Đó, ở đây nếu có thể mình sẽ đặt lên một cái trụ đi để nhìn cho nó đẹp ấy các bạn. Rồi, đặt một cái trụ ở chính giữa của ngôi nhà luôn. Đó, ở đây, rồi mình sẽ nối ngang ấy. Đó, vậy là được rồi. Đó, được một phần cái cửa sổ nữa các bạn. Rồi, tương tự mặt ở phía sau luôn nha. Đấy, tại vì một ngôi nhà thì mình thích đặt nhiều cửa sổ các bạn ơi, để nhìn cho nó kiểu như thoáng mát ấy. Rồi, đặt vô đây, đặt đây, cũng như ở bên đây. Đấy, vậy là xong rồi. Đó, phần sàn thì mình cũng thấy khá là ưng ý này, tại vì nó có cái đá mà underside các bạn. Cái đá này được đánh bóng thì rất là đẹp luôn. Rồi, ốp lại ở đây cũng như là ở trên đây. Đó, vậy là xong rồi. Đó, ở đây chắc mình sẽ ốp lại luôn nha, để em phân cách giữa hai ngôi nhà các bạn, hai phần ấy. Rồi, ốp lại. Đấy, vậy là xong rồi. Đó, bây giờ chúng ta cùng làm cái chỗ mà ổng nấu đồ nha. Mình thấy ở đây mà cũng hơi kỳ nhưng mà không sao đâu các bạn ơi. Tại vì mà ở trên này chắc mình không làm phần gác đâu. Tại nhà ông thợ rèn thì không nên làm gác các bạn ơi. Rồi, ở đây mình sẽ ốp lại bằng đá cùi đi các bạn ơi, tại vì cái chỗ này là chỗ ống nấu đồ ấy. Đó, cho nên mình sẽ ốp lại đá cùi thì nó sẽ thích hợp hơn ngay. Rồi, ở đây mình sẽ ốp lại đi. Trước tiên mình sẽ ốp trước nha các bạn. Rồi ốp như vậy để làm cái lò nấu ấy. Đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt cái lò nung của ổng này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt cái lava xuống phía dưới nha các bạn. Ui da. Rồi, tạm thời thì nhảy xuống đây đi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi lên đường này này. Đó, rồi mình đặt lava ở chính giữa thôi. Đó, rồi. Giờ sẽ ốp ở phía trên lại. Đấy, vậy là xong rồi. Nếu sau này mình có đủ sắt thì mình chắc bây giờ mình có sắt này chắc mình làm cái lò ấy luôn các bạn ơi, cái lò mà siêu tốc ấy, lò nấu khoáng sản các bạn. Cái lò đó công thức sao nhờ? Hình như cần cái đá ấy các bạn ơi, đá này này. Cầm một cái lò nung. Ok, giờ mình sẽ craft một cái lò nung trước đi. Hai cái đi để mình làm hai cái lò luôn các bạn. Rồi, giờ mình sẽ làm cái lò cái lò hun khói này. Cũng được ấy, mình làm một cái lò hun khói đi các bạn ơi. Để đặt ở đây luôn nè. À mà không, ở đây thì ổng nung khoáng sản rồi, chắc ở đặt ở phía trong là cái lò hun khói nha bạn. Để ổng còn nấu đồ, ổng nấu thức ăn nữa ấy. Đó, rồi ok. Bây giờ mình sẽ ốp kính lại. Kính thì mình có đem một ít hay sao ấy. Kính đâu ta, đây kính đây, mình sẽ ốp kính lại luôn nha. Kính thì mình đổi ra cái tấm các bạn ơi, để được nhiều cũng như là nhìn nó đẹp hơn ấy. Rồi, đặt vô đây cũng như là ở bên đây. Đó, vậy là xong rồi. Đấy, cái này nếu có thể chắc mình sẽ làm một cái gác luôn các bạn. Giờ mình sẽ đổi một ít cái slab đi rồi mình làm cái gác cho ổng luôn đi các bạn ơi, để nhìn cho nó rộng rãi ấy. Tại ở phía trên chắc mình che ở phần nửa này các bạn, mình làm một phần nửa cái gác thôi. Đó. Rồi, giờ mình sẽ ốp lại phía trên này. Ok, cảm ơn, mình đã trở lại ngôi làng đây. Và mình vừa về nhà để lấy Emerald ấy, để trao đổi với anh dân làng lang thang nha. Tại vì mình vừa phát hiện một anh dân làng lang thang lại khu này nữa các bạn ơi. Và anh trao đổi cái san hô ấy.
Đó là một cái thứ rất là hiếm luôn. Rồi giờ mình sẽ đây 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 anh đây đó, anh đổi sang hô rừng nè, sừng nè bạn. Đấy, chỉ cần 4 MR thôi đó, mình có thể đổi được một cái cục san hô. Rồi tại vì cái cục san hô này thì mình mới có thể nhân giống cái dương muối biển ấy đó. Ok, mình cũng đã ốp cái phần sàn cho ông thợ rèn các bạn ơi, tại vì ở trên đây mình muốn làm cái kho cho ổng ấy đó. Ở trên này thì mình sẽ ốp cái này lại đi đấy, để nhìn cho nó kín đáo các bạn ơi. Rồi ở phía dưới thì mình sẽ đặt cái gỗ vào đây nè, tại vì hồi nãy mình ốp thiếu ấy các bạn đó. Gì vậy, lỗm rồi, mình cũng đặt lava phía dưới rồi các bạn ơi. Ở đây hình như mình cũng có thể vứt đồ ấy đó. Sẵn tiện mình vứt đồ dưới đây cũng được luôn các bạn ơi, và mình không bao giờ bị lọt dưới nha. Đó, cho nên rất là yên tâm luôn. Ngoài ra bây giờ mình sẽ chế tạo cho ổng một cái chỗ mà máng đồ nha, tại vì thợ rèn mà cần có cái chỗ máng đồ lên các bạn ơi. Mình sẽ làm ở cái que để làm cái giá cho đồ nha. Rồi mình sẽ làm tầm 2-3 cái gì đi. Đấy, sắp tới mình sẽ chế tạo cho ổng một ít cái bộ giáp để ổng treo lên ổng buôn bán nữa các bạn ơi. Rồi đặt ở bên đây đó. Giờ tạm thời mình chắc mình ráp cho ổng mấy cái giáp đi đó, tầm 2 cái giáp đó các bạn. Đấy, để ổng còn buôn bán nữa. Rồi đó. Ngoài ra mình sẽ ráp cho ổng thêm một cái quần đi, ổng chế tạo giáp với quần thôi các bạn ơi. Đó, ở đây và ở bên đây. Đấy, vậy là ổng rồi. Sắp tới mình sẽ chế tạo cho ổng hết cái nón da này và cái quần da các bạn. Vậy là full set đồ để cho ổng buôn bán rồi. Ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã... Ui, ở đây còn thiếu cái hàng rào này. Đặt cái hàng rào, ui, đặt cái hàng rào vô. Đó, vậy là xong rồi. Đó, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã nâng cấp thành công nhà của ông thợ rèn rồi. Ở những tập sau nếu các bạn muốn mình nâng cấp nhà của dân làng nào khác ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha, để những tập sau mình còn nâng cấp lên nữa các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ dọn đồ đi, rồi mình cùng nhau khám phá một thứ rất là đặc biệt trong phiên bản này nhá. Ok, chắc bây giờ mình sẽ dọn đồ nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm căn cứ của bọn cái cướp dân làng nha các bạn. Mình đã tìm được tọa độ của bọn chúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới tọa độ trừ 1312 và 1552 nha. Ok. Và ngoài ra thì trong thời gian giá tập mình cũng đã áp ca ở đây, và cái máy pháp dân làng của chúng ta vẫn hoạt động nha các bạn ơi. Nó đã đẻ được một bé dân làng rồi. Và hình như nó sẽ đẻ ra dân làng tùy theo bé ôm các bạn. Ở đây là dùng sa mạc này cho nên nó sẽ đẻ ra bé dân làng sa mạc nha. Ui ui, mình sẽ lên bờ trước đã. Rồi, ok. Đó, ấy bé dân làng sa mạc kìa các bạn. Đó. Cái nón rất giống cái bánh sandwich luôn. Rồi, như vậy là cái máy farm đã hoạt động rồi. Trong thời gian sắp tới mình sẽ đứng ở đây AFK lâu lâu xíu các bạn, để cho đẻ thật nhiều dân làng rồi mình cùng nhau tìm cái dân làng có cuốn sách Made in nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái tọa độ trừ 1313 nha các bạn. Đúng không ta? Trừ 1312 các bạn ơi. Rồi, ok. Giờ mình sẽ đi thẳng dưới này này để cho cái tọa độ ít nó tăng lên nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn, mình đi tới chỗ đó nha. Ok, cảm ơn. Trên đường đi thì mình cũng đã tìm thấy một cái kim tự tháp này các bạn. Wow, kim cũng khá gần cái chỗ bọn cây cúp dân làng các bạn. Ui. À, kìa, chỗ đó kìa các bạn ơi. Wow, kế bên luôn. Ok, giờ mình sẽ khám phá cái kim tự tháp này trước nha. Kim tự tháp này cũng khá đẹp nè các bạn. Ồ, khá là lặn, còn cái kim tự tháp bữa hổm thì nó bị nát hết phần nữa rồi. Ok, giờ chúng ta cùng đi xuống dưới để lấy đồ nha. Đó, đi đường này để cho an toàn nha bạn. Và bây giờ mình sẽ phá cái tấm cảm biến trước cái đã, nếu không thôi nó sẽ kích hoạt TNT phía dưới ấy. Đó, giờ mình sẽ cắm đuốc lên nào. Rồi. Giáp ngựa sắt bây giờ nó có cái màu khác một chút các ông ơi. Mình nhìn không ra luôn ấy. Mình sẽ lấy chỉ này, thịt chim bay thì mình không lấy đâu. Được hai cái giáp này, được chỉ và thuốc súng. Cái này giáp ngựa kim cương. Mà không có kim cương nha. Được trái táo vàng và ít vàng này. Cũng được ấy. Ok, giờ mình sẽ lấy một ít TNT ở phía dưới luôn nha. Rồi, lấy TNT thôi. Đó. Lấy TNT nào. Rồi. Sau đó mình sẽ bắt lóc đi lên lại các bạn ơi. Đó. Cũng khá được ấy. Rồi, giờ đi lên thôi. Mình sẽ đi đường này nè bạn. Trời cũng gần tối kìa, chắc mình lên chỗ mình ngủ cái đi rồi. Sáng chúng ta cùng lại gần cái chỗ tòa thành của bọn cây cúp dân làng nhá. Rồi, cái này thì lắp lại cho máy ảnh luôn đi. Đó, rồi cái này thì đặt lên đây. Rồi, gì lỗ mày. Ngủ cái đã các bạn ơi, trời tối thui rồi. Cái tòa thành này hình như có mấy tên cây cúp dân làng ở xung quanh vệ các bạn ơi, mà biết bên trong có mấy tên kia không nữa, mà ở ngoài mình nhìn không thấy này. Wow, nó còn có mấy cái banner treo xung quanh nữa kìa các bạn. Wow, nhìn đẹp ấy. Ok, giờ mình sẽ nghía qua xung quanh trước nha, từ từ hả đánh bọn chúng các bạn.
Cái này nó spawn giữa cái hồ. Wow. Rồi nhảy qua đây. Ui. Bé ngựa mình nhảy không tới các người. Rồi giờ thử đi xung quanh coi bọn chúng đi đâu nha. Hôm nay bọn chúng đi chơi à, không có nhà. Hôm nay mình tới tìm mà bọn chúng không có nhà các bạn ơi. Hình như xung quanh đây là cái vùng đồng bằng các bạn à. Wow, quá trời ngựa này. Wow. Đây có cái hồ cũng khá đẹp nè các bạn. Chắc bọn chúng đi chơi đâu xung quanh đây các bạn ơi. Giờ mình phải tìm bọn chúng này. Nếu mình tại vì ở cái căn cứ của chúng mà không thấy ấy, cho nên bây giờ mình phải đi tìm bọn chúng nữa. Đâu ta? Thường thường mình đi xíu là mình gặp mấy ảnh à. Nhưng hôm nay mấy ảnh trốn rồi các bạn ơi. Ok, đi qua đây thử coi. Chắc bọn chúng băng qua sông này để tìm mình rồi. Mà hôm nay tiếc quá, mình tới tìm bọn chúng luôn các bạn ơi. Không để bọn chúng tìm mình nữa đâu, mình sẽ tự chủ động tìm chúng luôn. Để trả thù bữa hổm mà bọn chúng ăn hiếp bé gấu của mình đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua đây coi. Bên đây có cái làng hẹn gì. Bọn chúng qua làng các bạn ơi. Theo mình nghĩ là bọn chúng sẽ qua làng để ăn hiếp mấy anh nhân làng ấy. Được lắm, được lắm. Bây giờ mình sẽ thay mặt mấy anh nhân làng rồi trừng trị mấy tên đó nha. Ngoài làng này bự lắm các bạn ơi. Wow. Được. Giờ mình sẽ vô ngôi làng này tìm bọn chúng nha. Để mình nghi nghĩa coi. Bọn chúng không có ở đây luôn. Ngộ nha. Ở đây là dân làng. Chỗ này chỗ của anh bắt cá hay sao các bạn ơi. Mình sẽ xin một ít cái bánh mì nè. Ủng da để lại cho ảnh đi. Cái làng này cũng bự đấy các bạn. Anh dân làng này, dân làng nông dân này. Đỡ lúa. Được đấy. Rồi bên đây coi. Có cái giường. Chắc tối nay chắc mình ở lại đây các bạn ơi, để mình xem coi mấy anh dân làng ngủ như thế nào ấy. Tại vì mình nghe mấy bạn nói là mấy dân làng ngủ được các bạn à. Khoai tây thì để lại cho mấy anh ăn đi. Ui mình đặt nhầm rồi. Phải trả lại. Rồi giờ mình sẽ trả lại cho mấy anh đi. Mình lỡ phá rồi. Rồi trả lại cho mấy anh nhá. Rồi ok qua đây coi. Wow cái nhà này. Có chút bé sói này. Nhưng mà mình không có xương, nãy biết vậy mình nhặt xương ở bên cái kim tự tháp là được các bạn à. Để mình thuộc vụt bé sói luôn ấy. Chắc tím nữa mình sẽ quay qua bên kia để mình lấy một ít xương nha. Rồi quay lại thuộc vụt bé sói nha các bạn. Ở đây có mèo nữa này. Có anh golem luôn. Ok hello anh golem nhá. anh golem này. Wow ngôi làng này chắc không sao đó các bạn ơi. Tại vì có anh golem bảo vệ rồi, mình cũng không lo nữa. Ở đây là chỗ đọc sách này. Trên đây không có rương gì hết các bạn ơi. Buồn nhờ. Ok giờ đi xuống đi để tìm cái nhà nào có rương để mình lút các bạn ơi. Không biết trong dân làng mới này có kim cương không nhờ. Đây là cái nhà thờ này các bạn. Wow nhà thờ thì có cái đồ nấu thuốc ấy. Nó mà không có thuốc gì trơn. Để lên trên coi. Trên đây cũng không có rương luôn. Để mình lên cái nhà trên cao này. Nhà trên cao này chắc có đồ á các bạn. Cái làng này cũng rất là bự luôn các bạn ơi. Gần sa mạc mà làng bự ghê luôn ấy. Cái anh này anh mài đá nè các bạn. Ok chào anh nhá. Anh mài đá các bạn ơi. Thôi mình không làm phiền đâu. Ok mình không làm phiền anh đâu các bạn. Để cho anh làm đi. Đây có cái hang. Mình ăn cái đã. Nãy giờ lo đi mà quên ý thanh thức ăn nữa. Rồi cái ngôi nhà này coi. Nhà này không có gì hết. Tí mình tìm cách mình lên trên mới được các bạn à. Nhà trên là bự nhất luôn kìa. Ở đây là cái chỗ của anh nuôi heo. Đây là cái chỗ anh nuôi heo mà xịn nghe luôn các bạn ơi. Chỗ nuôi heo còn bự hơn cái trang trại của mình nữa. Mấy nhà này không có rương các bạn à. Ở đây trồng bông này. Anh này chắc bán bông nè các bạn. Tại anh trồng bông quá trời này. Giờ mình sẽ tìm cách lên trên nha. Rồi. Có bé mèo đẹp ghê luôn này. Thôi kệ đi. Chắc mình sẽ lên trên đi các bạn ơi. Anh nhân làng này chưa biết học nghề các bạn ơi. Anh lắc đầu nè các bạn. Anh lắc cái đầu kìa. Oh my gosh. Ok giờ mình sẽ tìm cách lên cái ngọn núi này nè. Để mình khám phá ngôi nhà bự nhất ở ngôi làng nha các bạn. Ngôi nhà trên này rất là bự luôn. Mình coi trong ngôi nhà này có cái gì nha. Mà bự thật các bạn ơi. Nhà này chắc nhà của tộc trưởng quá. Tộc trưởng của ngôi làng đó các bạn. Đúng luôn, nhà này có tập trưởng này. Nhìn xịn ghê luôn ấy các bạn. Nhà tập trưởng gì đâu, không có đồ trơn, có cái giường với cái tấm thảm à.
Ôi. Ok, ở đây còn cái nhà hay sao này? Ủa, trên kia còn nhà nữa kìa. Phải không ta? Tại bên kia mình thấy cái chậu bông kìa bạn. À, để mình qua đây coi. Hello. À, cái anh dân làng này lên đây làm việc chứ không phải có nhà các bạn ơi. Nhưng mà mình thắc mắc là mấy anh cướp dân làng đâu ta? Mỗi bữa mình thấy mấy ảnh tìm mình, bây giờ mình tìm mấy ảnh thì không thấy này. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay qua bên kia rồi mình lấy ít xương bên cái kim tự tháp nha bạn, rồi quay trở lại thuần phục mấy bé sói nha. Sẵn tiện hôm nay thuần phục mấy bé sói luôn các bạn ơi. Ok, mình đã lấy xương xong rồi nè, bây giờ mình sẽ thuần phục tầm hai bé sói nha bạn, để về có gì mình nhân giống lên đây. Đó, được một bé này. Có bạn đồng hành để tí còn tấn công bọn kẻ cướp dân làng nè các bạn. Rồi, ăn em ơi. Đó, mình được hai bé sói rồi. Rồi đi thôi em ơi. Đó, giờ mình sẽ qua bển để tìm mấy tên kẻ cướp dân làng để đánh nhau với bọn chúng nha. Ok, cảm ơn. Mình đã quay trở lại cái tòa tháp của bọn kẻ cướp dân làng rồi. À, không biết bọn chúng có ở trên không nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử khám phá trong này coi có gì không nha các bạn. Nhưng mà mình không thấy mấy tên đó. Đây 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 đây. Nãy giờ tìm người mà không thấy này. Cái này chỗ này hình như bị lủng lỗ rồi. Wow, cũng xịn sò lắm các bạn ơi, có chỗ tháp canh các kiểu này. Nhưng mà có đúng một tên à. Ở đây xây cũng khá đẹp các bạn. À, có cái rương này. Được bình kinh nghiệm. Lấy hết luôn, lấy hết luôn để không cho bọn chúng có gì luôn các bạn. Này thì dám ha, ức hiếp ha, bé cái banda của mình này. Lấy kiếm nha. Trời lớn với người luôn. Dám, dám ăn hiếp bé gấu của tôi. Rồi, vậy là xong á. Nguyên cái tháp canh này mà có một tên Billiter hả các bạn ơi. Tiếc ghê. Không sao đâu, ít nhất mình cũng tìm tới nơi rồi, mình trả thù cho bé có Panda rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Lần này mình đi có hai thôi nhưng mà về tới 4 là các bạn ơi. Để tìm hai bé sói này. Ok, giờ mình sẽ quay trở về nhà nha. Ok, đi mấy bé ơi. Đi thôi. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã nâng cấp cái ngôi nhà của ông thợ rèn, tìm được chỗ của bọn Billiter cũng như là làm cái thác nước ấy. Và ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới, đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.